Thì vì sao mà nó dừng lại? Cái cuộc tình đầu tiên thì năm đó anh nhiêu tuổi, cuộc tình đầu tiên đó là cũng khoảng tầm 28-30 rồi. Đó. Thì lúc đó thì cũng chưa ổn định kinh tế mấy, thì mình cũng muốn cho nó ổn định một tí tí rồi thì lập gia đình. Là ý anh là lúc đó chưa có 13.000 mét vuông cà phê đó. Chưa có, lúc đó mới có được 5 công khoảng gần 5.000 thôi. Ít quá. Nhưng thì chẳng may thì bà mẹ thì bệnh liền bị tai biến rồi, ông già ông thôi con chưa giữ, cũng đừng làm riêng nữa. Con viện ở với ba mẹ. Ở với mẹ thì thời gian bà bệnh khi bà qua đời thì cũng mới 8 năm rồi. Dạ. Yeah. Thì quay lại mình thấy cũng ít đất quá, thì mình cố cả thêm mua cho được đất thì thêm mấy năm nữa thì lần bằng hết năm mấy rồi. Rồi năm mấy tuổi là đất nhiều rồi đó, rồi quay trở lại nè. Vậy thì cái cuộc tình đầu tiên chia tay là vì rồi, gì? Là cái cuộc sống chưa ổn định, cuộc kinh tế chưa ổn định. Cuộc... Là nói đơn giản là lúc đó người ta chê mình nghèo quá hả hay sao? Chê thì không chê, nhưng mà biểu mình biểu người ta chờ thì người ta không chờ được. Hàng người ta lấy chồng. Có mối tình thứ hai thì nói chung là cô đó rất là xinh, tầm cao cỡ 1m56, người chồng trẻ đẹp luôn á. Theo gu của em là bên đây đẹp cũng không hề xấu luôn, bên đây cũng đẹp luôn. Nhưng đó mà có cái là bây giờ người ta xinh cho nên là người ta muốn tìm cái chỗ nó an nhàn hơn, chứ làm vườn thì đi ra đi lắm đất người ta không muốn, cho nên là chính vì nó không phù hợp rồi người ta cũng tìm nhân duyên mới. Người ta có rõ ràng với anh cái đó không, hay người ta lẳng lặng người ta đi tìm nhân duyên mới cái mình bị đánh úp? Mình bị gọi là bị cấm sừng. Oh. Thế là thôi. Cảm xúc của anh cái lúc mà mình nhận ra là người ta không có chân thành với mình, lúc đó anh nóng giận lắm không? Cũng bình thường, tại vì mình biết là như cái duyên số mình không tới, mình chỉ đến cái tầm đó thôi. Rồi em hỏi anh là sau hai lần thất tình đó, trong mỗi lần thất tình đó anh buồn nhiều không, người anh làm cái gì lúc anh buồn? Nói chung là những cái thời gian buồn thì mình là dành vào cái công việc mình nó nhiều hơn, tại vì mình để mình đạt tới mục đích của mình cho bằng được. Tại vì em thấy có nhiều anh đó là buồn tình là đi uống rượu chị hả? Đi uống rượu nè, hoặc là đi chơi bời hoặc gì đó, còn anh là coi như là cứ buồn tình là đi lao động. Làm nó hiệu quả hơn. Là đi làm rồi hiệu quả hơn, và đó là lý do mà anh có 13.000 mét đất là do hai lần thất tình. Là cứ buồn quá làm là tự nhiên gia tăng đất đai lên. Ủa tính ra thất tình này lời quá ta. Trời đất ơi, hiệu quả quá trời quá đất luôn. Rồi, quay lại chị Thủy. Mấy chục năm trời, thực ra em nghĩ nó không dễ dàng gì mà chị có thể giữ gìn được đâu. Vậy thì chị có nhận thấy mình quá khó tính không? Ngoài cái việc là mình quá thương mẹ chồng nè, mình rất là yêu con, rồi mình cũng muốn là dành tâm sức của mình cho một cái người lớn hơn và một cái người nhỏ hơn bên cạnh đời mình. Em nhiều người nhận xét cũng là khó tính. À, khó tính. Em không muốn là người tìm người hoàn hảo, nhưng em chỉ muốn tìm một người phù hợp. À. Và cho mình một cảm nhận chứ không phải cho mình một sự xác nhận. À, vậy thì chị có kỳ vọng gì về ngoại hình của một cái người nam mà mình sẽ đặt một cái mối quan hệ tình cảm không? Dạ em cũng không. Không luôn. Mọi thứ nó sẽ bị thời gian nó phai đi. Dạ. Em chỉ muốn rằng cái người đó phải biết lắng nghe, biết chia sẻ công việc cùng với vợ con. Và người ta có một cái gì đó đến giờ là thu nhập ổn định của cái bản thân người ta đang sinh sống. Có nghĩa là kinh tế là phải cơ bản. Em cũng không cần phải cơ bản, nhưng tất nhất là người ta lui sống cái nghĩa là cái bản thân người ta ngay. Người đó. Ta có công việc, người ta không có sống dạ, phụ thuộc, rồi, người rồi. Ta tự tin về cái dạ, kinh rồi. Tế của họ. Dạ. Anh tự tin chưa? Có. Rồi ví dụ có cái gì để mình tự tin nè? Có doanh thu khá ổn định. Dạ. Khoảng cỡ 5 tấn, nhưng nếu nhân cái giá mà 68 triệu một tấn thì ra thành bao nhiêu tiền? Trời ơi, anh tính nhanh gì luôn, 68 triệu một tấn thì một mùa là anh thu được mấy tấn? Một mùa nó ra khoảng cái 5 tấn trở lên, 5 tấn đến 5 tấn rưỡi. 5 tấn rưỡi cà phê. Ờ tính 5 tấn cho dĩ, cho tròn số đi cho dĩ. Ừ, nhưng mà xuất khẩu nông nghiệp của mình hiện nay thì đôi khi nó cũng trồi sụt theo giá thị trường rồi, nhiều bên khi bên đây cho giá... chốt trước luôn. Bên đây đại lý nó cho chốt trước, bây giờ tới mùa lấy tiền là 53 triệu một tấn ngay bây giờ, còn cho mấy trừ giá cả luôn. Thì chỉ giá cả thì có khi là cao hơn, mà có khi thấp thì là hơn, mình không biết. Dạ. Nhưng bây giờ cho chốt trước 53 triệu là chắc chắn là giá đó mình sẽ bán được. Rồi okay. Vậy là ráp vô hai bên đây là coi như cái này được. Dạ, có dư chút đỉnh không anh? Tức là mỗi năm phải dư ra được khoảng cả 150 đến 200 triệu. Mỗi năm dư ra được cái sổ đỏ không? Chứ em thấy anh có cầm theo sổ đỏ nè. Là đây em thiệt, anh cầm theo sổ đỏ chi vậy? Nói chung là cái này cũng món quà nhỏ để cho niềm tin cho. Ủa là sao là lát nữa gặp nhau là cho luôn cái sổ đỏ? À, chưa cho, nhưng mà để nó lấy làm niềm tin cho bạn gái. Làm niềm tin có, giờ có. em muốn cảnh báo như vậy nè, chứ không phải là không có nhà không cửa. Ví dụ như bây giờ mình cầm cái món này theo cái người mà người ta không ác ý á, thì người ta thấy là mình đang rất là có minh chứng. Rồi. Nhưng mà ví dụ như cái người ta ác ý, ta nói chửi không, này em khoe cũ quá à, thì thực ra anh có thấy là vì mình có muốn khoe không, hay là mình chỉ muốn rất là chân thành cho người ta biết là tôi rất là vững chắc, hãy tin tôi đi. Cái này thì nói chung là không phải là khoe cũ, vì khoe cũ cái này đâu có đủ, đây là món quà nhỏ thôi, còn những cái sổ đỏ còn là anh ơi, là còn cái lớn hơn nữa hả? Cái đất đó bây giờ nó 13.000 mà 2-3 cái sổ đỏ, mà cái này chỉ có món quà nhỏ nhà mình thôi mà, đâu có
nhiều đâu. Hai ba cái sổ đỏ gì xong anh em có một cái rồi hai ba cái kia đâu rồi. Mình báo số đất nhiều vậy thì bây giờ phải vui muốn đi làm ăn đủ thứ. Người trưởng thành đi hẹn hò nó vậy đó các bạn, có nghĩa là nó không có mơ hồ nữa nha. Rồi kinh tế là ổn, em check được chút rồi đó. Còn gì cái thứ hai là gì chị? Thứ hai nữa rằng là không có gia trưởng. Anh có gia trưởng không? Đây không có biểu hiện đó. Chắc không? À, chắc. Uy tín. Uy tín. Uy tín. Rồi gì nữa không chị? Ví dụ như ăn nhậu gì thì hút thuốc hay nhậu thì có nghĩa là đúng lúc và đúng chỗ và biết điểm dừng thế thôi. Anh có hút thuốc không? Hút thuốc thì bỏ có cách đây khoảng 20 năm rồi. Còn uống rượu thì dạ, thật sự ra ví dụ như bây giờ đi đám cưới mà nếu mà gặp cái bàn mà nể quá phải uống, chứ còn nếu như không thì cũng không uống rượu. Chị không có cái tiêu chuẩn nào về ngoại hình thiệt luôn á hả chị? Không thiệt luôn. Rồi vậy thì ngược lại nè, anh kỳ vọng ngày hôm nay anh sẽ gặp gỡ một cái cô bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng biết chia sẻ rồi, coi như ngoại hình dễ nhìn một tí là được rồi, biết chăm lo gia đình chịu khó là được. Một tí là nhiêu anh? Nói chung mình là có... dễ nhìn thôi chứ không không phải đòi là xấu xí quá là không được, xấu xí quá là không được. Trời ơi. Trời ơi anh ơi, cái vẻ đẹp nó nằm ở trong mắt của kẻ si tình chứ không phải là chỉ nằm trên đôi má của người thiếu nữ. Cho nên bây giờ mà đã yêu mà đã hợp cả rồi là tự nhiên thấy đối phương đẹp. Đúng rồi, chắc là vậy. Cho nên giờ anh nói là bây giờ đẹp một tí thôi, các em cũng không biết cái gu anh một tí là nó cỡ hơn nhiêu nữa. Nói chung là mình thấy hợp là được. Dạ. Không phải là như thế nào. Nãy giờ thì mọi người sẽ thấy ở anh nuôi hình ảnh của một cái người rất là chăm làm nè, cần cù nè, rồi chịu khó nè, và trưởng thành nữa. Cái gì mà cảm thấy không tốt là bỏ, bỏ sớm, bỏ từ cách đây 20 năm rồi đó. Trời ơi, lát nữa đi em sẽ bật mí cho anh nghe là anh được chỉ chấm bao nhiêu điểm. Chấn động lắm. Em có muốn quà tặng wow. Em cảm ơn. Nha. Yeah. Em tưởng tặng luôn sổ đỏ hả anh? Người ta để làm tin coi. À, để này làm tin là có tài sản. Hôm nay gặp chương đấy trình rất cảm ơn là cho em gặp được anh. Trước mắt em tặng anh món quà. Cái này chính tự tay em thiết kế và em đã thêu. Wow. Cái này cũng tặng chị. Ôi em cảm thương. Ơn chị. Dạ, còn wow, cái này cũng nhờ chị tặng cho ekip của chương trình. Dạ, trời cái này ơi cũng chính tự tay em thiết kế và em thêu. Gái cho mình. Dạ, cảm ơn anh. Cà phê nhà. Bê cũng nhà. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi, em mời hai anh chị ngồi xuống ha. Khi mà mình được gặp gỡ trực tiếp đối phương, chị Thủy. Thì em thấy anh vẻ hiền và trông là nói thân thật, thật thà. Rất là chân thành chị ha. Chân thành. Cũng hào sảng. Dạ. Anh. Nói chung nhìn là em rất là xinh, em rất là xinh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ em sẽ công bố cái số điểm hồi nãy. Chị hãy giơ đúng cái số điểm hồi nãy mà chị giơ cho em coi nha. 3, 2, 1. Mười điểm. Cho 10 điểm. Tại vì em thấy giọng hát của anh hay và có cái gì đó hồn ở trong cái lời hát đó, thật. Ừ, đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhường cái không gian này lại cho hai anh chị đến với hẹn ăn trưa. Em rất lời là em cũng đang chia sẻ anh chưa có gia đình. Nhưng em cũng đã có gia đình một lần. Nhưng anh yên tâm rằng là con em bây giờ cũng đã có riêng rồi, cháu có gia đình riêng rồi, coi như em cũng là người sống. Con gái có chồng rồi. Con gái em có chồng rồi, đã có gia đình riêng rồi. Em bây giờ thì cũng chỉ là cũng một mình thôi, cũng không phải là con nhỏ hay bất kỳ gì. Anh cứ coi như em cũng vẫn giống như anh thôi. Có cháu ngoại chưa? Dạ em có cháu ngoại rồi. Mấy tuổi rồi? Được 2 tuổi rồi. Nhưng nói vậy thôi chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ đâu. Mình dạ, làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với con. Kể cả nó có gia đình hay không có gia đình phải có trách nhiệm. Đúng rồi. Cái anh hỏi em như này. Em có đồng ý đẻ con khi hai đứa chính thức kết hôn chứ? Em không thể xác định được vì là cái này là trời cho. Nếu như mình cứ sống với nhau mà trời cho thì đương nhiên là mình đón nhận thôi. Dạ. Đúng rồi anh, nhiều khi duyên con cái á mình khó quyết. Nhưng ngược lại em hỏi anh nè, tại vì hồi nãy em thấy là anh bắt đầu băn khoăn về việc là cháu ngoại rồi con gái của chị ấy là sẽ nuôi con nhỏ, và anh cũng hiểu rằng là bây giờ nuôi một đứa nhỏ nó nhiều vấn đề, mình phải cố gắng nhiều. Vậy thì anh có muốn có con không? Nếu như mình có một cái duyên mới. Anh rất muốn có con. Trong cái hồ sơ anh đăng ký là anh là bà gái đã phải sinh con. Mà không sinh con là không được. Tại vì anh chưa có con là bây giờ anh đã có. Bây giờ sự nghiệp đó anh nghĩ là cho con, thì không lẽ anh ôm đi làm từ thiện thôi. Mà trong khi đó ví dụ mình có khả năng lấy có con mà bất cứ gì mà không có con để mình cho con mình. Có lẽ mình xui tay là cho hết vậy con không suy nghĩ gì. Ký giá cho liền luôn. Chuẩn bị hấp hối là ký giá cho liền luôn, không suy nghĩ gì. Đẻ con cái là ký giấy cho hết luôn. Không, cái là đẻ con, nhưng mà ý là ví dụ lễ hấp hối
mà chuẩn bị em hối rồi mới biết là không sống được là ký giấy cho vợ cho con không đi. Ờ vậy thì ngay thì... luôn, không có suy nghĩ gì hết. Em rất là ghi nhận cái tâm ý của một người cha, một người chồng là nói chung là tài sản là để lại cho vợ con. Nhưng ví dụ như là cái ý chị Thủy nói á, cũng là một cái ý mà nó là một cái điều mà mình phải chuẩn bị tâm lý, đó là con cái nó thuộc về duyên trời. Cái chuyện mà con cái nó thuộc về nhân duyên. Nói chung là khoa học bữa nay nó tiên tiến thì theo anh nghĩ chắc mà tình huống có thể mình có thể khắc phục được. Anh, khoa học tiên tiến là khoa học chỉ xử lý về mặt kỹ thuật thôi. Còn cái kết quả thực ra nhân duyên ở đời á, ai làm cha mẹ của ai, rồi đôi khi ai làm chồng vợ với ai, nhiều khi ông trời ông tính, có nhiều thứ nó vượt ngoài khả năng xếp đặt của chúng ta. Cho nên em chỉ muốn hỏi anh nuôi là trong trường hợp nha, trong cái trường hợp mà coi như tận nhân lực, có nghĩa là đó rồi, bây giờ anh trải tiền ra, anh xử lý tất cả các kỹ thuật về câu chuyện là sinh con, nhưng vẫn là thiên mệnh, thì trong trường hợp mà mình không có cái nhân duyên đó đó, thì anh có cái dự trù cho phương án 2 chưa? Là lúc đó thì anh nghĩ là cái cuộc sống hôn nhân của mình, rồi cái trải nghiệm tuổi già của mình, thì anh có chuẩn bị cho cái diễn biến đó không? Cũng có chuẩn bị rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi ngược lại các bạn gái, hỏi chứ ngày khen nghe MC phỏng vấn anh, là em có hồi hộp không vậy? Em hồi hộp chứ. Anh nghĩ là chị ấy hồi hộp vì cái gì? Hồi hộp bây giờ nghĩ bây giờ mà ổng vườn đất như này mà bây giờ mà không có con một cái thì không biết bây giờ ổng cho ai hay là ổng xử lý vấn đề nó như thế nào á. Em không giờ em hồi hộp về vấn đề đó. Em không giờ em hồi hộp về vấn đề đó. Em chỉ hồi hộp rằng là Duyên hôm nay mình gặp ai. Chứ còn vấn đề tài sản đất cát anh cho, em không có hồi hộp. Em chưa nghĩ đến cái vấn đề là anh để đất cát cho ai. Em chưa nghĩ thế. Vì em dựng đây dựng được mà. Em nghĩ là chị Thủy hồi hộp là như vậy nè. Không biết em đoán đúng ý chị hay không. Chỉ sợ anh cực đoan với cái việc là không bằng mọi giá. Tôi không biết bằng cách nào đó. Tôi phải có con. Tôi phải có con. Thật ra không cực đoan mà đã có trong đầu, đã có xếp sẵn trước rồi. Dạ. Chứ còn đó, cái chuyện tài sản em tin là nó không phải là vướng mắc của chị. Dạ, đúng rồi. Bởi vì nếu như tài sản là vướng mắc của chị ấy thì chị ấy đã không ở cùng với mẹ chồng và cứ như vậy lớn lên cùng với con mình. Anh đừng quên là chị ấy gãy đổ hôn nhân trong cái lúc mà chỉ còn rất là son sắt. Hồi nãy anh cũng thừa nhận với em là chị đẹp đúng không? Anh trừ bớt cho em mấy chục năm về trước đi thì cái nhan sắc này nó làm sao? Đúng không? Vậy thì người ta không có ham mê tài sản để phải căng thẳng đâu. À, tuy nhiên em lại có một cái nhìn một tí về anh nuôi như thế này. Tại sao ảnh lại có thể có bận tâm về điều đó? Bởi vì đôi khi chúng ta cũng sẽ phải hiểu cho trải nghiệm của một người. Anh cũng đi lên từ khó khăn và có những cái giai đoạn trong lúc ảnh khó khăn thì có những mối tình từ bỏ ảnh. Vì những cái trải nghiệm đó đôi khi anh nảy sinh sự hoài nghi và anh cũng có những cái sự quan tâm rằng là thực ra người ta đến với mình, người ta sẽ ưu tiên cái điều gì. Nói một cách rất là khách quan thì anh được quyền sợ như vậy, anh được quyền quan tâm cái điều đó. Không phải sợ, thật ra mình ra đầu anh đã có suy nghĩ trước. Nếu như bây giờ không có con thì một số tài sản không, mà mình không còn sống với nhau được, một số tài sản sẽ cát cho vợ, phần cho vợ. Còn một số sẽ coi như làm từ thiện. Trời ơi, không có để quá đó, vậy đi. Không có cho anh, không cho anh nói rồi mà. Tại vì trong nhà thì ra anh em rất là đông, nhưng mà thật sự là anh nói anh không cho được, không cho một ai hết. Anh rất là rõ ràng ở đây. Đúng là rồi. Tài sản của anh là sẽ cho vợ, có con thì là phần của con, còn không có con thì nó thuộc về những cái thiện nguyện cho những mảnh đời khó khăn, đúng không? Đúng vậy rồi. Thì em hỏi thiệt anh nha, trong trường hợp đó nếu mà vợ anh bị anh em của anh tấn công, cháu của anh tấn công, bởi vì người ta được quyền hoài nghi của cái người phụ nữ này, tự nhiên người đến với chú của tôi, đến với cậu của tôi, đến với cái người thân của tôi, mà đến khi mà ổng không có còn khả năng nữa, cái tự nhiên cái không có cho con cháu đồng nào hết trơn, cái người ta quay qua người ta tấn công vợ anh, thì lúc đó anh có bảo vệ vợ anh không? Có nhiều cách lắm. Anh cam đoan là mình bảo vệ được người yêu không của mình, vợ của mình, đúng không? Mình có thể chứng minh được thật. Ví dụ một khi đã quyết rồi thì sơn tên cho vợ, chuẩn bị mình biết mình bệnh nặng rồi mình không sống được, mình đã sơn tên cho vợ xong rồi thì không ai lấy được cái đất này nữa. Rõ ràng sơn tên rồi thì không lấy được. Nhưng mà ví dụ cũng chẳng ai kiện tung được. Người ta không kiện mà người ta nói xấu, người ta chửi bới. Rồi, là anh có bên không? Nếu mà nói xấu không thích bón luôn, để chơi khoát sống luôn, làm gì được? Đi chỗ khác luôn, bảo vệ sự an bình cho cô ấy luôn. Bảo cái để mình xếp nước, mình đã sắp xếp được ta cái nước đó rồi. Nếu trường hợp mà khó quá không ở được, bắn đi du phát luôn. Khó quá không ở được, bắn đi du phát luôn. Tâm ý của hai anh chị đều gặp nhau một chỗ rất là quan trọng, đó là mình đều mong muốn có một cái nhân duyên ngày hôm nay. Tuy nhiên kết quả như thế nào thì em cũng đang hồi hộp lắm. Và theo như lời của chị Thủy thì chị đã ở vậy suốt mấy chục năm cùng với con của mình. Yeah. Và theo em biết thì hình như hôm nay là bạn ấy cũng có đến đây. Có con gái chở em đi. Và con gái em đăng ký chương trình này cho em. Rồi, tôi càng phải gặp bạn ấy sớm hơn. Và xin mời quý vị khán giả cùng gặp người thân của chị Thủy.
em tên là Thảo, em là con gái của mẹ em ạ. À, mẹ chia sẻ là chương trình này mà mẹ có mặt ở đây là do Thảo là cái người đăng ký phải không? Dạ, tại em thấy mẹ em hay xem chương trình này trên TV á. Ừ. Xong em cũng đăng ký lén. Em đăng ký lén. Dạ. Rồi xong em đăng ký xong em mới nói với mẹ em. Ừ. Dạ. Điều gì ở mẹ? Dạ, con chào chú ạ. Điều gì ở mẹ mà Thảo cảm thấy rằng là mình rất là mong muốn mẹ đến với chương trình này? À, em thấy nửa đời của mẹ là vì em rồi á. Ừ. Nên là em muốn mẹ em tìm được một người có thể ở bên cạnh mẹ em hùng hỉ. Mẹ chưa có đi tới với ai chưa mà đã rưng rưng rồi rủi cái ngày mẹ lấy chồng mẹ lên luôn Lâm Đồng rồi sao? Trời ơi. Em bỏ mẹ từ nhỏ mà. Mình rất là mong là mẹ sẽ có được một cái người để mẹ có niềm vui riêng của mẹ. Vậy thì trong hình ảnh của một người con nha, em kỳ vọng rằng là mẹ em sẽ được gặp một cái người bạn trai trong tương lai như thế nào? Chỉ cần chú chân thành với mẹ em là được rồi. Tại mẹ em cũng cô đơn từ hồi còn từ trẻ tới giờ luôn. Lo cho em, bây giờ em cũng có gia đình riêng rồi á. Yeah. Thì em cũng không có ở bên cạnh mẹ em nhiều nữa. Nên muốn tìm một người có lẽ ở bên cạnh mẹ em đủ chân thành với mẹ. Nãy giờ là mình ngồi đây mình quan sát cái cuộc trò chuyện giữa mẹ với người chú này. Thì bây giờ em sẽ có lời khuyên như thế nào cho mẹ đây với cái nhân duyên ngày hôm nay? Nghe chú nói chuyện thì em thấy chú cũng hiền, cũng được. Nhưng mà tất cả thì do mẹ em quyết định thôi. Chứ em thì em chỉ có ở bên cạnh để cho mẹ em những lời khuyên là mẹ lên tìm được một người có thể ở bên cạnh mẹ. Thì em nghĩ là mẹ cứ lên bấm nút đi. Rồi hai người có thể nói chuyện nhau qua điện thoại rồi tìm hiểu thêm. Nếu mà cảm thấy ưng, cảm thấy hợp thì mình cứ tiến tới. Còn không thì mình làm bạn bè bình thường, không có vấn đề gì. Cảm ơn Thảo rất là nhiều.